mình đang đứng ngay hẻm 15 Phước Thắng nè. Đây là ông Từ nè. Rồi, chạy vô. Đầu hẻm hơi nhỏ một tí nhưng mà ô tô 7 chỗ mình vẫn vô bình thường. Nếu mà mình không muốn đi hẻm đầu hẻm này thì mình có thể đi vào cái hẻm bên hẻm 7. Đó nữa mình sẽ quay cái đoạn bên hẻm 7 cho mọi người nhìn thấy là để hình dung ra được là đường ô tô nó đi đường nào đây. Đây cái hẻm 7, cái hẻm 7 mà nó đi từ bên đây nè, qua đây nè. Đó là cái hẻm này nè. Rồi. Đường ở đây ô tô đi không à? Rồi đến đoạn này mình quẹo nè, mình quẹo tay phải nè. Chạy vào. Làm tí nữa. Đây. Quẹo tay trái nha. Thế còn đường đá mi ở bên cạnh nè. Đây cũng có hẻm đá mì luôn. Đây, đây là lô đất của mình nè. Đây, lô đất mình đổ móng rồi. Đây là hai lô đổ móng rồi. Đây là lô đầu tiên, nó nằm bên đây. Quy hoạch ở đây là đó, cái nhà xanh xanh đó nhìn dễ thương không? Rồi, quy hoạch ở đây là quy hoạch nhà ở liên kế. Căn bản là nó lên được thổ cư, nhưng mà do bị dưới nghị định 18 chưa có được hiến đất làm đường á, nên khúc này nó chưa lên được thổ cư là do vì dưới cái nghị định 18 thôi, còn về bản chất của nó là quy hoạch dân cư, không bị thu hồi, không bị gì hết.